Em nói em 29 tuổi á. 29 rồi đấy. Ôi trời, hai cái mặt dễ thương chưa này. Ôi trời ơi. Anh quá trẻ mà. Không có. Anh vẫn lớn tuổi hơn anh ơi. Thì đúng rồi, anh không nói gì đâu. Thì đấy. Cảm ơn các anh chị đến với chương trình. Dạ. Nhớ, trong bất kỳ tình huống nào, đừng đạp ga vào vô số. Đừng đạp ga vào vô số. Dạ, xin cảm ơn. Bộ có rồi hả? Không có, mình dặn vậy thôi. Hôm nay tập em, hôm nay là tụi ai cũng chạc cũng... nghiêm túc quá. Cái tóc mình là cái style gì em? Nói chung là hơi ngố ngộ nghĩnh. Thì anh mèo sao thì em vậy? À, ngố ngộ nghĩnh nghe. Cái style này là ngố ngộ nghĩnh nha. Ngố ngộ nghĩnh. Ồ, ngộ nghĩnh. Tìm thân mến, dạ. Bây giờ Tìm sẽ lựa chọn một trong hai nghệ sĩ để hỗ trợ cho mình. Em sẽ chọn anh Hoàng Mai Quy Tắc. Có mái tóc rất là ngộ nghĩnh với em. Thưa quý vị, chúng ta đến với câu hỏi duy nhất dành cho Ngọc Tiềm. Trái cây nào có xuất xứ không phải từ châu Á? Măng cụt, mãng cầu hay còn gọi là quả na, trái thơm hay gọi là trái dứa, đu đủ, sầu riêng, thanh long, chôm chôm và ổi. Bây giờ xin hỏi Tìm và anh Hoàng Mèo là biết hết các loại trái cây này chưa? Biết hết anh, biết. Nhưng mà đang rất là lo lắng, tại vì những cái trái này mình càng biết thì mình càng khó trả lời. 3 phút dành cho bình luận, bắt đầu. Xuất xứ không phải đến từ châu Âu, có nghĩa là cái cây đầu tiên đó. Đầu, đầu, cây tiên, đầu tiên là cái giống đầu tiên nó đang ở đâu. Chứ còn bây giờ thì bây giờ mấy cái này là đều có hết, ai cũng có hết. Việt Nam, Thái Lan là châu Á. À. Còn cái này là không phải châu đến Á, đúng từ rồi. Châu Á. Có nghĩa là ở châu Phi hay là châu Mỹ? Châu Úc Phi, châu Mỹ, châu Úc. Anh thì anh đang nghĩ. Em nghĩ cái đáp án, em đảm bảo 100% em nghĩ là dứa này sẽ không phải là của châu Á mình. Vậy thì em nghĩ trái thơm với dứa là xuất khác từ châu nào? Em nghĩ là nó châu nào mà khô khan, cằn cỏi thì chắc là châu Úc, châu Đốc vậy đó. Thơm hả? Thơm. Thơm, dứa. Không phải châu Á mình đâu. Chẳng hạn như theo em nghĩ là Hawaii cũng có thơm nè, đúng không? Là cũng nó cũng thuộc về trong Mỹ nè. Có 3 phút rồi đó. Em nghĩ ở đây em thích thì có hai quả, là một quả thơm và một quả chôm chôm. Anh lại nghĩ là măng cụt và thơm. Yes. Quyết định à? Anh vẫn nghĩ có giá thơm. Và anh vẫn nghĩ cho thời gian suy nghĩ đã hết. Mời chọn lần đầu. Mời Ngọc Tiềm. Chôm chôm. Căng. Đó. Chúng tôi đã ghi nhận lựa chọn lần đầu tiên. Bây giờ là sự lựa chọn của anh Hoàng Mèo, xin mời. Chúng tôi đã ghi nhận kết quả, xin cảm ơn. Bây giờ là lúc sẽ cùng trò chuyện với người thân của mình. Dạ. Mời trò chuyện trực tiếp. Bây giờ theo anh nghĩ là cái đáp án nào? Anh nghĩ trái thơm á, trái thơm. Một thứ rất là chắc chắn là không được share rồi. Ít chi phải 2-3 câu trả lời đáp án. Thơm, thơm và mãng cầu. Với lại thanh long đi. Trong xe là thơm, mãng cầu với thanh long. Nói chung ông thầy vẫn còn bối rối lắm. Ông thầy cũng còn rối. Hết giờ, mời kéo kính lên nào. Câu này là chắc là em phải theo cái quả cảm của em rồi. Đã đến lúc đưa ra quyết định cuối cùng, xin mời. Đu đủ đi. Như vậy là thơm và đu đủ, một đáp án hoàn toàn khác biệt với lần đầu tiên. Đây, giáo sư về trái cây. Thầy thấy bên Amazon là có cây đu đủ mọc cái bên cây dứa hả thầy? Trong phim ấy người ta coi xong rồi nó đem ra nó ăn á. Dạ. Có một cây nữa là trái ổi. Trái ổi, theo thầy nghĩ là ở đâu thầy? Đâu mà sẽ không phải là châu Á. Amazon nữa. Đâu đó không phải là châu Á. Đúng đúng. Cảm ơn thầy. Dạ. Chúng ta sẽ đến với kết quả của chương trình. Các bạn đã chọn là trái thơm và tin là nó không phải ở châu Á. Thực ra trong cái danh sách này, trái thơm là trái dễ đoán nhất. Các bạn chính xác. Yeah. Tại vì rất nhiều người biết là trái thơm nó xuất phát từ Nam Mỹ, cây bản địa của Paraguay và miền Nam Brazil, du nhập vào châu Á. Thơm. Thơm không? Thơm chứ. Thơm. Em nghe là thơm rồi đó, nhưng mà biết không sao có thơm hay không nè. Em hy vọng là thơm luôn. Cái sự quyết đoán cuối cùng này mới ghê nè. Đu đủ. Đu đủ là một đáp án chính xác. Yeah. Rồi, quá vậy.
luôn. Nằm ở Nam Mỹ, ở vùng đất thấp từ miền Nam Mexico qua miền Đông Trung Mỹ và Bắc Nam Mỹ. Nó có lẽ đã được người Tây Ban Nha đưa tới Philippines vào khoảng năm 1550. Sầu riêng các bạn không chọn. Sầu riêng đó em nghĩ là Việt Nam đó. Hồi nói coi mấy cái sự tích Việt Nam là đem sầu riêng cho ăn rồi gặp ông vua gì đó. Mà ông vua là người miền châu Á mình. Sầu riêng là ăn tiêm mà. Sầu riêng là ăn tiêm mà. Không phải, ăn tiêm là dưa hấu. Dưa hấu. Oops. Các bạn không chọn, chính xác, Đông Nam Á. Đúng rồi, ăn của Mỹ đó là nó... Tại thấy nhiều quá, Thái Lan nữa. Các thứ vậy nó cũng không nghĩ là của... Malaysia. Chôm chôm, tại sao không chọn? Đông Nam Á, chính xác. Các bạn đã không chọn nên các bạn chính xác. Trái măng cụt. Chết là măng cụt rồi đây. Có tên khoa học là Gashinia mangostana. Là một loại cây ăn trái phát triển tốt ở khí hậu nhiệt đới có nguồn gốc ở quần đảo Sunda và Molucca của Indonesia, Đông Nam Á. Đúng luôn. Các bạn đã không chọn. Hay quá mày ơi. Mấy câu rồi? Chỉ cần hai đáp án nữa thôi là có 5 triệu đồng. Mãng cầu có nguồn gốc ở các hải đảo nằm... Hải đảo là gì? Chưa mà. Hải đảo là em đang lo. Hải đảo nằm trong biển Caribe. Rồi xong. Rồi xong. Các bạn đã không chọn, không chính xác. À, Caribe. Nam Mỹ à. Mất chiếc xe rồi anh mèo. Thanh Long là một thành viên của gia đình xương rồng có nguồn gốc từ các nước Trung Nam Mỹ, Mexico. Xong luôn. Không chính xác. Không chọn, không chính xác. Ổi. Người ta tin rằng cây ổi có nguồn gốc ở miền Nam Mexico. Dạ. Cây ổi được trồng nhiều hơn ở tất cả các vùng nhiệt đới ở Mỹ và ở Tây Ấn. Các bạn không chính xác. Chúng ta ra về mà không có sweep hay là celerio, rất tiếc. 5/8. Em hồi nãy đó, em không để ý. Thế mà có xương mà có rồng, có nghĩa là cái nơi không mà sa mạc của mình. Không phải là mình nữa đó. Tiếc quá. Vì em lo sai ca. Chơi là chơi hết ga. Thôi, không sao. Dù sao cũng đến đây gặp được anh Giang và anh Mè cũng như là anh Vũ. Em rất là vui. Vũ Hà. Cảm ơn các bạn. Mời ông thầy. Cảm ơn đến với chương trình vui vẻ, dễ thương hồn nhiên. Cảm ơn hai anh đã đến hỗ trợ cho Tìm. Cảm ơn rất nhiều. Hãy đến ngay 39 đại lý ô tô Suzuki trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.